Và thưa quý vị và các bạn, là chúng ta còn có một cái câu chuyện nữa, và đây cũng là cái sự thuận lợi của Đình Trọng của mình. Đấy là khi mà có được sự hỗ trợ của rất là nhiều người, Đình Trọng đã được mổ ở một nơi tốt nhất ở châu Á, đấy là Singapore. Và hiện nay đang được hồi phục bởi một trong số những bác sĩ mà hiểu về Trần Đình Trọng nhất, đấy là bác sĩ Choi, ở một nơi được coi là hiện đại nhất ở Đông Nam Á, đó là lò PVF. Nên là hy vọng là tất cả mọi thứ nó sẽ giúp cho Đình Trọng của chúng ta sẽ bình phục hơn. Và ở đây, đây chính là cái nơi mà anh em chúng mình đang đứng ở đây, chính là nơi mà thầy Park đã đến nhà và chụp một tấm ảnh ở đây. Trần Đình Trọng là cầu thủ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm mà chúng tôi đang ghi hình chương trình này, được thầy Park đến nhà động viên tinh thần gia đình cũng như là động viên tinh thần cho Đình Trọng. Tôi là cha mẹ của cầu thủ mà lần đầu tiên tôi cũng thấy là một huấn luyện viên người nước ngoài mà có một cái tình cảm sâu sắc, gọi là đến thăm hỏi gia đình chúng tôi là tình hình sức khỏe của cháu. Thì tôi thực sự là lúc rất là cảm động, bởi vì tôi cũng từ trước nay tôi cũng nghĩ rằng là mình mới lại thầy xa lạ, không vì con mình đi đá bóng mà thầy làm huấn luyện viên, mà tự nhiên có một lần đầu tiên mà lại thấy một người huấn luyện viên mà lại tận tâm tận lực với các cầu thủ mà lại đến tận gia đình để thăm sức khỏe của cháu như thế, thì tôi cũng cảm thấy là thực sự là cảm động vô cùng, không biết nói gì và cũng chỉ biết là cảm ơn thầy và tất cả các bạn huấn luyện. Vâng. Thưa quý vị, là nếu như để mà động viên Đình Trọng thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã động viên trong một khoảng thời gian rất dài và họ đang ở cùng với nhau ở PVF và họ gặp nhau thường xuyên. Nhưng thầy Park lại nói rằng là gia đình nhà Đình Trọng cũng cần được động viên, được vỗ về. Và đấy là lý do vì sao thầy đề nghị, thầy muốn về thăm nhà và động viên bố mẹ Đình Trọng cũng vững tin cùng với Đình Trọng vượt qua khó khăn. Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi như thế thì thầy Park nói gì với anh? Cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ của Đình Trọng này. Theo như được qua cái thú phiên dịch là thầy Park là quan tâm tới cả gia đình và động viên cả gia đình làm sao để vượt qua được cái đấy, để cho Trọng khỏi là phải lo cho gia đình, để cho Trọng cố gắng vượt qua được cái chấn thương của Trọng. Và nếu như ở ngoài thì có thể là thầy Park và Trọng chỉ nói những cái câu chuyện liên quan đến bóng đá, liên quan đến chuyên môn. Nhưng mà bây giờ ở ngoài đời thì Trọng tâm sự rất nhiều với thầy Park, nói rằng là mẹ bị cao huyết áp, mẹ bị gặp nhiều khó khăn về mặt sức khỏe, bố thì cũng vừa mới có một cái tai nạn xong. Và đấy là lý do vì sao là huấn luyện viên Park rất muốn đến nhà để động viên chị, động viên anh. Thỉnh thoảng em cũng bảo là thôi bố mẹ ở nhà đi chơi đi, thì bố mẹ em bảo là thế mày như này bố mẹ lại còn đi chơi nữa, ý là nói như kiểu là không có cái hứng thú hay cái hứng khởi gì để mà đi chơi nữa, mà cũng lo lắng hơn về cái gia đình mình. Bố mẹ em là cái người lao động, thì cái thời gian vừa qua khi mà em chưa kiếm được tiền thì cũng là người lao động thì phải lo cho gia đình, xong rồi lại lo cho em, lo cho thằng Bình nữa, nên là người lao động thì anh biết là cũng là rất là vất vả, nên là bây giờ em không muốn bố mẹ em vất vả nữa. Cháu cũng biết lo cho gia đình đấy, kể cả đi thì thấy bình thường là phải gia đình lo cho cháu, nhưng mà chỉ lo cho bố mẹ hay là có một cái gì đấy bố mẹ chưa có mà cũng có thể là lo cho bố mẹ để có. Trọng nó rất là lo lắng cho chị, nhưng mà Trọng nói rằng là sức khỏe của bố mẹ là cái mà bạn ấy quan tâm, thậm chí còn hơn cả mình nữa. Cháu thì không bao giờ nói như thế, nhưng mà nhìn cách cử chỉ và hành động của cháu thì là nói chung là cả bố mẹ đều, kể cả em, lo cả cho từ Bình cả em ra luôn, chứ không phải lo đến bố mẹ. Nó đã lo từ bé em, cho nên là sau này là em như thế nào rồi, chứ không phải cứ gì phải lo cho bố mẹ. Cháu thì nó có tình cảm với bố mẹ, với cả em. Bao giờ gia đình bố mẹ với cả em Bình thì cũng là trên hết. Thậm chí có khi nó lo cho bố mẹ với cả em Bình hơn, nhưng mà có khi là Trọng còn không có cái gì luôn. Vâng. Nhưng mà lo cho em nó là nhiều nhất, lúc nào cũng lo cho em. Vâng. Thời điểm mà em bảo em về em đứt dây chằng à? Em cũng là cái người buồn nhất chứ, nhưng mà về thấy nhà ai cũng chả ai nói năng câu gì, nên là tự dưng em lại phải cứ nói chuyện đùa thôi, chứ còn em cũng không chả biết an ủi gì cả. Thật ra là khi em về nhà thì em lại dựa vào cảm xúc của bố mẹ hơn, nhưng mà khi mà thấy bố mẹ buồn thì em lại cố gắng để mình vui vẻ thôi, chứ còn thật ra thì em là người buồn hơn ai hết chứ. Nhưng mà không biết làm sao bây giờ, cái gì đến thì cũng đến rồi. Bố mẹ cũng nói rất là nhiều lần, bố em nói, còn mẹ em thì có vẻ là
buồn nhiều hơn. Bố em thì đủ tỉnh táo để đưa ra những lời khuyên, còn mẹ em thì trông rất là buồn. Về nhà ngày nào cũng được gặp bố mẹ rồi em trai, cái khoảng thời gian đấy mà mình không có trong suốt cái quãng đường còn đi đá bóng rồi nhỏ. Thế là quãng đường hầu như là ai cũng luôn luôn gắn liền với bố, tuổi thơ cùng với ở nhà với bố mẹ, nhưng mà những cầu thủ bóng đá như bọn em thì không được như vậy. Để mà nói thì trọng tình cảm lắm, không thể kể cả đến họ hàng hay cả làng nước ai cũng biết, chứ không phải cứ gì mình nói ra mình, nếu để mình khen con mình thì không bao giờ có. Lúc nào kể cả nói về kể cả cái khoản nhiều người khen nọ khen kia là ngoan hay đẹp trai thì chị không bao giờ chị chấp nhận, chị vẫn cứ bảo bình thường, chứ không bao giờ phải là ngoan hay chưa ngoan, nên là kể cả phần về đẹp trai cũng chưa thể có là đẹp trai. Mình không thể là khen con mình được. Nhưng đẹp trai thật, chị không đồng ý nhưng mà nó đẹp trai thật. Trọng cực kỳ lo lắng thời gian vừa rồi chính là tình hình sức khỏe của bố. Và Trọng đã nói rằng là bố bị một cái tai nạn, không hiểu sao là trong năm vừa rồi thì cả hai bố con đều bị một cái vật đen. Và bố thì bị rất là nặng. Tôi là một người đi lao động. Khi tôi trèo lên giáo thì thực ra nói là nó cũng là không may. Khi tôi hàn một cái cột đó thì phải nó cao quá thì tôi phải hàn một cái ấy vào cái thân. Khi tôi đính thì là nó tôi chủ quan, tôi chỉ đính ở dưới thôi. Khi tôi lưng cái kèo lên thì bao giờ nó có cái lực đẩy thì cái chân tôi đạp ra thì nó ngã. Đấy là cũng không ai mong muốn gì là phải bị tai nạn. Nhưng đấy là cái tai nạn nghề nghiệp trong lao động thì mình không tránh khỏi. Thì thực ra nói là nó rơi xuống thì nó cũng bị là chấn thương. Thì chấn thương thì đi viện thì đúng ra lúc ý thì nếu như bình thường nó bị cái lúc khác ấy thì tôi không ái ngại, nhưng bị đúng vào cái lúc bản thân Trần Đình Trọng đã bị chấn thương rồi. Và chuẩn bị đi Singapore mổ thì con chưa đi thì bố lại bị tai nạn lại đi mổ tiếp. Đấy là thực sự là lúc ý tôi cũng cảm thấy tại sao nó lại cơn đen vẫn đúng rồi đến cùng một lúc cả hai bố con như thế. Thì tôi cũng suy nghĩ. Sau đó thì thực ra nói là tôi đi viện mổ cũng điều trị được độ một tuần, tôi về tôi cũng lại nói chuyện với con tôi bảo thôi, cái này thì cái gì đấy nó đã đến rồi và đã qua rồi, mà bây giờ bắt đầu là bố cũng mổ đã qua rồi và sẽ cố gắng để gọi là trị cái bệnh tật cho nó qua đi, và con cũng sẽ trị cái thương và cũng có cố gắng bứt lên. Thì nó sẽ qua, còn cái gì đấy nó đã đến rồi. Tương lai của mình ở phía trước. Thế tôi cũng động viên con như thế. Và đấy vẫn còn là hơi may, đúng không ạ? Đúng. Bởi vì nếu mà nó lại ngã tiếp một lần nữa thì có thể là mọi thứ nó sẽ tệ hơn. Trong cái rủi nó có cái may. Vấn đề quan trọng nhất giống như chúng ta đã nói về Trọng. Tức là đôi khi chúng ta thấy là bạn bị lật cổ chân, sau rồi tạo ra một bước mở rất lớn trong sự nghiệp. Nhưng đến nhà của Trọng thì chúng ta thấy là một trong số những cái sức mạnh cực kỳ lớn để giúp cả gia đình vượt qua, đấy là cái tình cảm của mọi người trong gia đình. Và tại sao mọi người nói là Trọng nó sao mà nó lại tình cảm thế cơ, nó cứ kiểu rủ gì nhưng mà rất là tình cảm. Và đến đây thì chúng ta hoàn toàn thấy là cái đấy có thể là do gia truyền, đúng không ạ? Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn được gọi là anh em chị em gọi là yêu quý nhau, quý mến nhau. Nhưng thực sự là cũng rất là may, bố mẹ nào cũng muốn như thế, nhưng phải nói là thực sự là được cái là hai anh em Trọng và Bình, tôi không hiểu thế nào mà đúng thực sự là hai anh em nó quấn cứ như là hình đá bóng. Cái những cái lần mà em về nhà thì hai anh em rất là quấn quýt, mà từ nhỏ đã vậy rồi. Từ nhỏ đến lớn thì anh chả giờ đánh em, chờ rất toàn nhường em, nên em rất là vui vì có người anh trai thế và thần tượng của mình nữa. Cảm giác với em rất là hạnh phúc. Tại vì khi mà Trọng bị chấn thương mà nhìn Bình nó chăm Trọng thì cảm thấy là nó rất là xúc động, mà nó chăm không những là chăm mà còn chăm rất là tốt nữa. Bình chăm ở nhà ok lắm, không chê được vào khoản gì đâu, vào đấy một ngày phải đập đá tới đến có thể đến 10 lần luôn. 10 lần đi đập đá xong trường đá rồi, nói chung là làm cái gì là có thể là nói một lần cái là mình làm. Thực ra Bình thì nó là một người rất là tình cảm, nó bé tuổi thôi nhưng mà nó lo cho bố mẹ rồi em rất là nhiều. Cái thời gian vừa qua thật sự để mà nói em mà không có Bình ở nhà thì thật sự rất là, thứ nhất là buồn, thứ hai là cũng không có ai mà chăm được, như là nó rất là quan tâm. Nó có khác gì tay chân của em đâu, em thì cứ lúc nào cũng ngồi một chỗ, kể cả là về nhà từ đi lấy những cái nhỏ nhất nó luôn chủ động chứ cũng không phải để em nói cái gì cả. Ví dụ như cái đợt em về thì em chườm đá rất là nhiều và phải Bình nó cũng phải tự đi mua đá rồi
rồi đập đá. Khi em bảo là gối em đau thì em bảo chườm đá thì nó đã có túi đá ở trong tủ lạnh rồi, nó chỉ việc mang ra nên em chườm thôi. Từ bé đến cho đến bây giờ thì anh em đúng là kể cả mình lắm lúc là mình rất là bướng nhưng cũng chưa bao giờ trọng đánh một lần nào, chứ chưa phải nói đến lớn này nữa. Cho nên là anh em cái thủ thì đôi khi cái này thì nó cũng phải là từ bố mẹ mà ra. Nói chung là dạy con thì cũng phải bảo làm sao, cái thứ nhất là anh em ruột thịt trong gia đình hoặc là anh em cô dì chú bác mình tối kỵ mình không được phép ăn hàng, sống phải bên trên bên dưới. Thì mình nói đúng là mình ai thế, bố mẹ nào cũng phải dạy con như thế. May thì nó nghe thì hai em nó nghe thì là mình cũng. Tôi cũng có một người anh giai, nhưng mà thực ra để hai anh em giai nói chuyện với nhau theo cái kiểu nó nhẹ nhàng, nó tình cảm thế thì khó lắm. Thế còn bố thì giáo dục hai người con như nào mà để có một đôi anh em phải nói là đúng là đôi anh em vàng trong làng thể thao đấy. Là đàn ông tôi không ngọt, tôi nói là mạnh mẽ. Nói rất khoát, các con nó nghe là nghe, còn không nghe là tôi không nói nhiều. Tôi nói dạy con là dạy những đúng thôi, nhưng mà không bao giờ tôi phải là ngọt ngào. Tính của tôi là tôi bảo con là đàn ông con phải thế này. Cái lúc bé thì tôi dạy theo kiểu bé, lúc lớn thì tôi sẽ nói thẳng. Bây giờ không cần thiết phải là bố con, đây là ở tôn ti trật tự là bố con. Thế nhưng ở xã hội là cứ vỗ ngược tay là người đàn ông. Hai thằng đàn ông với nhau thì làm sao là tự mình phải quyết định được cái cuộc sống và trong cái lối cách sống gọi là đối nhân xử thế với mọi người. Thì anh em chúng nó là anh là em, ruột trên ruột dưới bảo ban lẫn nhau. Lúc có cha thì cha bảo, không có cha thì anh phải bảo em. Đấy là tôi nói là như thế thì đâm ra anh em như thế. Rất hay, bây giờ tôi hiểu rồi là tại sao anh em Trọng với Bình lại có một cái ý chí vững vàng như thế, có một cái sự thẳng thắn như vậy, chắc là thừa hưởng từ bố, nhưng mà lại là người chăm sóc nhau rất là tốt, rất là tình cảm, có thể là thừa hưởng từ mẹ. Nhưng có một cái câu chuyện mà cả Bình cả Trọng đều kể là nhiều khi Bình nó cảm thấy rất là khó chịu khi mà cứ phải so sánh với anh. Lợi thế của anh là cầu thủ và anh có thể chia sẻ cho mình rất nhiều thứ, còn hạn chế là bị nhiều người so sánh. Anh thì giỏi đấy, ngày gì ở nhà các thứ. Tôi nói thật thế này, thực ra nói là Bình không cần nói ra thì mọi người cũng có thể biết. Trong nhà thì có hai anh em, thì một thằng trắng, một thằng đen. Thì nhiều lúc kể cả bản thân tôi và nhà tôi cũng đã nói, ngồi ăn cơm với cả gia đình cũng bảo sao cái thằng này nó giống ai, nó đen thế này. Nhưng húng chi là người ngoài. Em nghĩ là làn da thì năm bằng tuổi Bình ấy, thì em rất là đen. Nếu mà em cũng có rất là nhiều ảnh ngày xưa em đen lắm. Vì là 15, 17 tuổi ấy, toàn 2 giờ chiều ra tập. Anh bảo 2 giờ chiều ra tập thì không có ai mà có thể trắng nổi được cả. Nhưng mà khi mà lên các đội lớn như này thì người ta lại giảm cái lịch giờ tập muộn lại và thi đấu lại vào buổi tối. Ngày trước bọn em toàn thi đấu 1 giờ, 1 rưỡi, tập 2 giờ thì làm sao mà có thể trắng được. Nhưng mà khi mà bây giờ mà tập muộn và thứ hai là thi đấu vào ban đêm nữa nên là em cũng có trắng da thôi, chứ ngày xưa em còn đen hơn cả nó ấy. Cũng nói chuyện với con là con không phải lo, cha sinh con trời sinh tính, anh em chúng mày đùm bọc với nhau là được rồi, còn trắng với đen không vâng vợ ngại gì cả, kệ mọi người nói nào nói. Thế là cứ nói nhưng như nó thế vẫn thôi. Buồn, nó vẫn buồn như là đồng ý thì được. Cái này thì cũng như mình cũng thế thôi. Bây giờ một người đen, một người trắng đi cùng với nhau rõ ràng. Nó bản thân mình từng này tuổi rồi nhưng mình cũng cảm thấy nó rất là ái ngại, chứ không phải nói là giữa hai anh em nó mà vẫn còn là thanh niên như thế. Thế là tôi nghĩ bảo cái không sao con ạ. Người nó sinh ra như nào nó như thế, cái bản chất làm sao nó tốt là được. Đừng có nghĩ về đen và trắng, mà là trắng không phải là tốt, đen cũng không phải là xấu. Thế yên tâm là như thế. Nhưng mà cái thiệt thòi lớn nhất của Bình bây giờ là nó lúc nào cũng bị đem ra so sánh với em rồi. Nên là nó có hơi một chút tự ti với bản thân. Chứ còn không, thật ra cái Bình thì nó rất là tình cảm, nó rất là nhiều và nó rất là ngoan. Em thì rất là thương nó. Và còn người ta còn so sánh rất nhiều về chuyên môn nữa, bởi vì hiện nay Bình thì cũng đang tập trẻ ở Lò Hà Nội. Và mọi người thì cũng so sánh và ui ôi Trọng nó hay lắm này, cũng khiến cho Bình nó cảm thấy một chút gì đấy nó mất tự tin ấy. Cháu nó sang bên ý là cùng với cái thằng mình nữa là nó sang sau, nó muộn mà nó sẽ cứng hơn cái lứa người ta sang tập từ bé. Thì tôi cũng đã có động viên cháu là con là người đi sau thì con phải cố gắng nhiều hơn, người ta tập 1 thì con phải tập 10, bởi vì người ta tập từ lúc bé nó sẽ chân nó sẽ dẻo, người nó sẽ dẻo hơn và cái thể lực người ta sẽ bảo đảm nó dai. Con mới sang thì con phải cố gắng học hỏi. Còn cái vấn đề là được mà bị các bạn
chê cười thì con không phải lo, con cứ yên tâm đi. Các bạn có nói thì con nói luôn là tớ sang sau, tớ người nó cứng thì con ấy, con cứ trả lời đúng như thế. Để từ từ tớ sẽ chịu khó, tớ tập luyện, tớ sẽ theo đuổi và các bạn. Chứ không nên không nên là chán nản. Vì đã chọn được cái như này thì tất nhiên là có thể là không phải là cả nước Việt Nam này cũng không phải là ai cũng như Quang Hải, ai cũng như Trọng được bao nhiêu cầu thủ. Thế con mà mới sang đá thì làm sao con đừng có bị người ta nói là thế nọ thế kia, và sao anh Trọng mày đá tốt thế mà mày đá kia mà chán nản là con không được. Đấy là tôi cũng động viên là con thế mà cũng bảo nói nhỏ nhẹ với con như thế. Đầu tiên thì cũng thấy chán chán, sau đó dần dần rồi là cũng cố gắng. Thế nhưng mỗi một tuần thì hỏi mà thế nào tình hình của con, có được tập nọ, con được tập rồi, con tập thế nọ thế kia thì cũng rất là mừng. Thì vừa huấn luyện, ban huấn luyện cũng cho cháu tập hành thì cũng thấy là mừng, thấy con nó cố gắng thì đạt được. Còn với chị thì khi mà Trọng thi đấu, tức là anh là người thi đấu đội 1 nhưng em lại là người phục vụ cho trận đấu này. Nói chung là ngồi trên đấy thì cũng vui. Bởi vì rất là nhiều người mà nói là đấy, thế chả biết Hương mày có sướng như nào hay không như nào, nhưng mà cứ nhìn thấy hai đứa con ở dưới sân cái kia là đã sướng rồi. Thế thì lúc ấy thì tự nhiên hai vợ chồng cũng nghĩ rất là mừng là có cả hai em đứng ở dưới chào cờ. Lại ở dưới chân bóng mà nói là rất là hạnh phúc, vui sướng. Thế các bác nam ví dụ mẹ anh Mạnh hay là Quang Hải các thứ là cứ bảo là đấy chả biết như thế nào nhưng mà vợ chồng mày như thế kia nhìn thế kia đã thấy sướng rồi, còn chả biết khổ anh như thế nào nhưng nào nhìn thế kia đã thấy sướng là và hạnh phúc rồi. Nhìn thấy hai anh em ở dưới sân này, hai anh em đứng một đều hôn này, Trọng lại được Bình lại được vào cầm cờ của ấy đấy, cầm cờ để chào ấy đấy. Thế là hai anh em chào cờ là không có gì mà hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, là tôi có một cái may mắn là tôi được chứng kiến cái cảnh mà Trọng sau khi mà khởi động xong mang một chai nước sang cho Bình. Và đấy là cầu thủ mà phục vụ trận đấu đầu tiên mà tôi nhìn thấy nhận được cái tình cảm cùng cầu thủ đá chính. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là làm em của Đình Trọng thì đương nhiên là áp lực. Một cầu thủ đẹp trai, trắng trẻo và đá bóng thì cực kỳ hay, đương nhiên là áp lực rồi. Nhưng Bình còn kể thêm một câu chuyện này nữa là cũng không ai sướng bằng mình, vì mình có thể được ôm thần tượng của mình để ngủ. Rất khó có thể gặp được thần tượng. Còn thần tượng là anh mình thì được ở chung một mái nhà và đi chơi, mua quần áo cùng nhau. Thì các bạn ở tôi hay khen tị nói là có anh trai đá bóng giỏi thế, thích thế. Như là tất cả mọi thứ đều có hai mặt, nó cũng giống như Đình Trọng. Ngày hôm nay có thể hơi có một chút gì đấy đau đớn về mặt thể xác, có một cái chút gì đấy buồn về mặt tinh thần. Nhưng đây sẽ là một cái giai đoạn rất quan trọng để tôi luyện cái bản lĩnh cho Đình Trọng để sẵn sàng tiến đến những cái đỉnh cao hơn nữa của bóng đá Việt Nam. Đấy là điều quan trọng. Và trước khi kết thúc chương trình thì rất là mong xin được phép là mời hai anh chị, chúng ta có thể nhìn thẳng vào màn hình. Anh chị muốn nhắn nhủ hai cậu con mình điều gì? Tôi thì cũng qua cái chương trình hôm nay thì tôi cũng thay mặt gia đình cũng muốn nhắn nhủ tới các con của tôi Trần Đình Trọng và Trần Thanh Bình, thì cũng đã chọn được cái công việc như thế thì cũng tất cả mọi cố gắng để vượt qua tất cả cái thời khắc khó khăn để vượt lên chính mình và để tiến tới cái tương lai nó sáng sủa hơn. Qua chương trình này mẹ chỉ mong là các con là hai anh em là chỉ bảo bán nhau và hòa thuận như bây giờ là được. Và những người làm chương trình thì xin được chúc cho gia đình luôn luôn bình an, hạnh phúc. Chúc cho Trọng, chúc cho Bình sẽ luôn luôn vững vàng trên con đường đã chọn. Một lần nữa được xin được cảm ơn anh vì những câu chuyện rất hay ngày hôm nay. Cảm ơn chị vì đã luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho Trọng. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bất động sản.com.vn đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Bây giờ còn một vài phút cuối cùng, em có thể nói một câu gì đấy nhắn gửi cho bố mẹ? Thôi, em không nói đâu, em ngại lắm. Muốn bày tỏ một tí gì với tình cảm với bố mẹ không? Em ở nhà còn chẳng bày tỏ, tự dưng lên đây bày tỏ. Ngại, em ngại lắm. Thế còn Bình thì sao? Có nhắn gửi nó không? Điều gì đấy không? Thì em nghĩ là... Em nghĩ là nó sẽ vượt qua được cái thời gian khó khăn này thôi. Vì... Nó cũng ở nhà... Đến tận bây giờ mới đi ra ngoài xã hội thì sẽ va chạm, va đập rất là nhiều và... Còn em thì bao giờ sẽ trở lại Sài Gòn? Em mong là sớm nhất. Biết đâu đó em có thể tham dự được SEA Games.